thấy hưu cao cổ vừa tiến đến, con sư tử cái bật cao, cố bám vào cổ rồi ghi chặt đối phương xuống đất. Tuy nhiên, cú vồ hụt của sư tử lại rơi đúng vào tầm di chuyển của con mồi và hậu quả nó đã bị hưu cao cổ dẫm đạp liên tiếp. Kết quả, do bị thương nặng, sư tử đành ngầm ngùi nhìn con mồi chạy thoát ngay trước mắt.